Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay 27 tháng 7, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường Bắc Sơn, Hà Nội và đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự lễ dâng hương tưởng niệm có các ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai. Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, các đồng chí lão thành cách mạng và lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu nghiêng mình tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng cả máu xương, anh dũng, kiên cường, chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì chủ nghĩa xã hội và nghĩa vụ quốc tế cao cả. Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đoàn đại biểu thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta. Thưa quý vị, tối ngày 26 tháng 7 tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ cấp Trung ương. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự buổi lễ. Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ cấp Trung ương được tổ chức tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hà Nội và 9 điểm cầu tại các Nghĩa trang Liệt sĩ các tỉnh Hòa Bình, Quảng Ngãi, Tây Ninh, Hà Giang, Quảng Ninh, Quảng Trị, Đắk Lắk, Trà Vinh, Cần Thơ, cùng hơn 3.200 Nghĩa trang Liệt sĩ và hơn 3.000 công trình ghi công liệt sĩ trên cả nước. Tại buổi lễ, các đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ đến sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Ngay sau đó, các đại biểu, lãnh đạo cùng đoàn viên thanh niên đã dâng hoa, dâng hương, thắp nến tri ân gần 2.200 phần mộ mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sĩ yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hà Nội. Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 76 phần quà cho các thương binh, bệnh binh, các gia đình có công với đất nước. Nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, nhiều địa phương trong và ngoài nước đã tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ. Tối ngày 26 tháng 7 tại di tích Liên quân chiến đấu Lào Việt Nam thuộc bản Cơn, huyện Thụ La Khôm và đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Việt Nam tại bản Pha Sạng, huyện Ca Sỉ, tỉnh Viêng Chăn của Lào, các đại biểu đã kính cẩn dâng những nén hương thơm để tưởng nhớ sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ trong cuộc kháng chiến chống kẻ thù chung của hai dân tộc Việt Nam và Lào. Trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, những thế hệ tiếp nối của hai dân tộc cùng nguyện phát huy truyền thống bất khuất của các thế hệ cha anh đi trước, phấn đấu học tập và làm việc để xây dựng đất nước Việt Nam và Lào ngày càng phát triển vững mạnh, không ngừng góp phần gìn giữ, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Cũng trong ngày 26 tháng 7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt Lào, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An đã diễn ra lễ thắp nến tri ân và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt Lào là nơi an nghỉ của gần 11.000 anh hùng liệt sĩ, là bộ đội, chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam thuộc 47 tỉnh, thành phố trên cả nước. Các đoàn viên thanh niên đã thắp nến cho gần 11.000 ngôi mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt Lào. Tối cùng ngày tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Đặng Cương, huyện An Dương, thành đoàn Hải Phòng cũng tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ với nghĩa cử mỗi ngọn nến thắp sáng vạn tấm lòng tri ân. Nhân dịp này, các cấp bộ đoàn và toàn thành phố Cảng đã đồng loạt tổ chức 17 chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho gần 1.200 đối tượng người có công với cách mạng, thăm hỏi tặng quà và thực hiện các phần việc phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, trao kinh phí sửa chữa, xây mới nhà hỗ trợ gia đình thương, bệnh binh, nhân thân liệt sĩ, nạn nhân chất độc da cam, cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn. Còn tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trung tâm tỉnh Yên Bái đã trang trọng tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ với sự tham gia của 350 đoàn viên thanh niên. Đây là việc làm có ý nghĩa, thể hiện sự tôn vinh và tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ đối với những người có công với đất nước. Nhân dịp này, các cấp bộ đoàn đã vận động trao tặng hàng nghìn suất quà, tổ chức gần 500 hoạt động thăm hỏi các gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng,
tổ chức cho đoàn viên thanh niên thắp nến tri ân, tu sửa 57 nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm, khu tưởng niệm trên địa bàn tỉnh. Cũng nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, UBND xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đã trao 50 phần quà, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng cho thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng. Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc, nhằm tri ân, vinh danh sự cống hiến, hy sinh và đóng góp to lớn của các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng ngày 26 tháng 7 tại Hà Nội đã diễn ra lễ gặp mặt tri ân các thương binh nặng, những người đã để lại một phần xương máu trên chiến trường vì độc lập tự do của Tổ quốc. Đã trở thành hoạt động thường niên, năm nay hơn 200 thương binh nặng 1/4, những người có công và thân nhân gia đình liệt sĩ trên địa bàn Hà Nội đã giao lưu gặp gỡ và tham dự hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ cùng với cán bộ anh em thương binh của Công ty Thương binh nặng Hòa Bình. Đây là hành động tri ân rất thiết thực và ý nghĩa đối với những đồng đội đã để lại một phần xương máu tại chiến trường để giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc của doanh nhân cựu chiến binh Nguyễn Hữu Đường và Công ty Thương binh nặng Hòa Bình nhân dịp kỷ niệm. Hiện nay, ngoài việc tập trung phát triển sản xuất kinh doanh, đóng góp cho xã hội và tạo nhiều việc làm cho người lao động, ổn định cuộc sống cho cán bộ, công nhân viên và anh em thương binh, cựu chiến binh trong Công ty Thương binh nặng Hòa Bình cũng thường xuyên duy trì các hoạt động thiện nguyện, ủng hộ đồng bào nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các hoạt động tri ân những người có công với tổng số tiền hàng trăm tỷ đồng. Trong gần 40 năm qua, có một đơn vị chỉ thực hiện một nhiệm vụ, đó là tìm kiếm và cất bốc hài cốt liệt sĩ hy sinh trên đất bạn Lào để đưa về với đất mẹ Việt Nam. Trong suốt thời gian ấy, đơn vị cũng đã có nhiều đồng đội trở thành thương binh liệt sĩ, nhưng vẫn miệt mài đi vào từng cánh rừng sâu, có những trận địa cũ để tìm cho được liệt sĩ về với đất mẹ Việt Nam. Học tiếng, học cách gói buộc hài cốt liệt sĩ, tìm hiểu làm quen với sa bàn địa hình, địa vật là những việc làm của cán bộ chiến sĩ, đội quy tập mộ liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An trước khi sang nước bạn Lào thực hiện nhiệm vụ. Hàng tháng băng rừng lội suối, đến từng bản, dò từng thông tin để mong có được manh mối của liệt sĩ, cất bốc đưa về đất mẹ Việt Nam. Khó khăn gian khổ, nhưng các cán bộ chiến sĩ của đội quy tập liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vẫn không nản lòng. Để mùa khô năm 2023 và 2024 đạt cái kết quả tốt thì chúng tôi cũng xác định tiếp tục quán triệt tốt cái chỉ thị hướng dẫn của Ban Chỉ đạo 515 cả cấp, đồng thời là phối hợp với Ban công tác đặc biệt của các tỉnh bạn như Siêng Khoảng, Viêng Chăn, Say Sổng Bun là vận động người dân để cung cấp thông tin. Do thời gian quá lâu, tình hình có thay đổi nên công tác gặp nhiều khó khăn. Nhưng mặc dù khó khăn đến mấy, thì tỉnh Siêng Khoảng vẫn phối hợp đội quy tập để tìm kiếm cất bốc hài cốt các bác để đưa về đất mẹ Việt Nam. Trong gần 40 năm qua, đội quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã tìm kiếm và cất bốc được gần 12.900 hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào về đất mẹ Việt Nam. Trong đó có 1.685 hài cốt có thông tin tên và quê quán, đã tổ chức bàn giao 927 liệt sĩ về các địa phương gia đình chăm sóc, giúp vơi đi nỗi mất mát của nhiều gia đình liệt sĩ. Tôi rất là xúc động và cảm ơn sự chăm lo, quan tâm và hết sức là chu đáo và có trách nhiệm của ở tỉnh Nghệ An, như là của cái lực lượng vũ trang ở ngoài này. Để đưa được các anh về quê mẹ Việt Nam, đơn vị đội quy tập mộ liệt sĩ đã có 9 người hy sinh, 10 đồng chí bị thương trong khi làm nhiệm vụ. Hành trình đi tìm mộ liệt sĩ trên đất bạn Lào vẫn đang tiếp tục. Mỗi chuyến đi tràn đầy hy vọng làm sao để tìm thấy được nhiều liệt sĩ nhất để đưa các anh về với đất mẹ Việt Nam.